Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì Trí Ngô và Tài Ngô đang có mặt ở chỗ này. Chỗ này gọi là gì con? Dạ, nó gọi là Horsetooth Reservoir. Là một trong những kiểu là địa điểm mà học sinh hay tụ tập trên đấy. Người ta hay đi thuyền, đánh cá, rồi bơi, có khi bơi cũng có. Nói chung là rất là đẹp. Cái đây là mình phải chạy một cái dòng núi lên giống như cái đèo, và một bên là núi, một bên là nước. Và cái hồ này bản thân nó nằm lòng giữa những cái ngọn núi với nhau ha. Thành ra cái nước trong này rất là sạch. Rồi ở đây á, là mở cửa quanh năm hay là có cái mùa nào đóng không? Đó, muốn vô lên thì lên. Quý vị, Trí Ngô là lên đây lạnh quá, thành ra phải chơi 2-3 lớp áo này quý vị. Hồi ta là một con sọt. Dân bản địa. Đây, dân bản địa có local đây, ai du lịch vòng quanh thế giới mà gặp gần đây gặp Tài Ngô là học ở cái trường CSU kế đây. Cái đây có 10-15 phút thôi. Thì cái hồ này người ta dùng kéo tàu tới người ta chạy được đúng không? Yeah. Kéo tàu tới chạy rất là có lý. Chạy một cái dòng mà chắc ghi hoặc là cái kayak rồi đó là rất là đẹp. Cái địa điểm này mùa hè rất là mình sẽ thấy tàu chạy quá trời chạy luôn á. Cái này là độ cao, nó nằm ở độ cao tại nó nằm ở trên núi ha. Xung quanh kia là những cái dãy núi được không à. Nếu mà mình đi sâu cho mấy cái ví dụ mấy cái đường có nhiều chỗ nó có thác nữa. Đúng rồi. Trong kia nó luồn vô mấy trong kia, nó giống như những cái ngọn đảo vậy đó. Dạ. Là nó còn rời đó, giống như bên kia nó có mấy cái đảo rời ra nên luôn kìa. Còn nhớ chỗ nào có thác, nhưng mà một chỗ nó có một cái đó, như đấy. Cái chỗ hai cái ụ đó là có khi nó là tách rời ra luôn đó, không biết là nó có dính với cái thằng bên kia không, mà có vẻ như nó tách rời nó thành một cái cù lao luôn đó, cái island luôn á. Ở đây thì một trong những địa điểm mà sống ảo quay phim chụp hình rất là đẹp. Nó ở đây nó thuộc cái thành phố nào? Dạ, Phật Hà. Thuộc thành phố là Phật Hà, tức là khoảng cỡ 1 tiếng đồng hồ hướng bắc của thành phố Denver, tiểu bang Colorado. Nhiệt độ mùa hè rất là lý tưởng, hiện giờ đang là 30 tháng 4 và nhiệt độ hôm nay khoảng cỡ 5-60 độ F gì đó. 66 độ hả? Yeah. 66 độ mà. Ở đây trên này lạnh quá. Lên trên này mình phải chơi cái nón này. Rồi trong cái giai đoạn mùa hè ai đi lên Colorado chơi á thì đây là một trong những địa điểm mà must see đó. Rất là đẹp. Ở đây mình có thể leo, mình có thể đi bộ xuống dưới nữa kia cũng được rồi. Nó có cái bậc thang đi xuống dưới đó. Rồi xuống dưới này tắm nút rồi về được luôn đó. Đó, chiếc kia là chiếc nhỏ hả? Cano đó rồi bạn. Đó, cái dạng là dạng đó là nó giống hồi sao chiếc này nó chạy có vẻ hay yếu nha, rồi đó là chiếc này chiếc gì ta? Cũng lớn mà mình nhìn thấy xa đó. Nhưng mà cái này chỉ chứa có 1-2 người thôi. Yeah. 1-2 người chứ không phải là 6-7 người. Rồi, vài chia sẻ về cái nơi, cái khí hậu, địa điểm. Tức là when là đi mùa hè là ngon lành đẹp nè. Where là ở Fort Collins, ở cái hostel đó là giống như cái móng ngựa đó. Rồi when, where, when, where, why, what. What là cái chỗ này là cái hồ và cái núi đồ rất là đẹp. Why, tại sao phải đến nơi này? Tại vì rất là đẹp. Rồi how to get here là search là hostel reservoir là sẽ lên tới đây. Rồi ok, rồi bye bye mọi người.